Chạy coi. Chạy. Mười 18 18 anh em ơi. Này có ăn mới mỏ. Mấy con này nó còn nhát người lắm anh em ạ. Đây là những chú chim đều có giác đoạn, những chim gián đoạn nhiều từ giai đoạn đầu và người ta có chạy về sau không hơn là hai chim sau này, đó là 27 chim cuộc chơi. Khiếp anh em ạ, giải này. Anh em chúng ta nên tập trung nha, người ta nắm rõ từ đó là sau thời gian để nó quay phút thôi. Chắc là cơ này bị sâu kè nè mày, mày có ăn mấy mỏ. Còn nha em. 80, 57, 18, 01. Biết tên sau kè, 3 chiên, 57 có sâu. Nên nấu đều xin xuống hơn, 57 hoàn toàn, 2 toàn. Còn lại 01, 18, 80, 01 và những cuộc chơi. Vì thế khi mày đấu chát đoạn lơ, sâu, á hốt và những cuộc chơi 01. 18 và 80, mấy cái này đều có giá đoạn, nhưng 18 có ăn, uống lâu và đấu giá đoạn nhiều hơn hẳn cho chiên 80. Người sau chạy lại nhưng không đủ được 80, thì chỉ xuống hơn, 80 là người kết. Quyền tàu này đã quyền cuộc chơi, chúng ta đã được tàu này. 76 giờ, 76 giờ. Lắp có chú mới, quen thôi. Chưa, anh em, đợi bình tĩnh. Đổ má ra biên nữa rồi. Thầy con, đấy. Một ai cũng có thiết kiệm phát cột và dân cột chơi trong vòng 2 phút. Vòng lại tất 30 lượt đấu thứ 2 bắt đầu. Chạy con, đúng rồi, chạy đi. Đấy, chạy. À, dài này toàn chim tiền tỷ trên dài này em ạ, tiếp thật. Chậm dịch xấu, dáng bỏ nhiều, chúng nên ta theo dõi. Em thấy chim trên dài. Đồ xe cùng một chim. Nghe em nghe. Long cổ anh ơi, đây là long cổ. Về cơ vị trí cổ, có cái tay em. À đây, 57 đây. Anh em chia sẻ like mình tay nha. Hay lắm con trai. Anh nằm bên ở giữa em ạ, mà là ngồi biên bên kia. Anh
Anh hai con em ơi, hai con em mới xuống con tốt rồi. Con dây tốt. Lào Hạc ơi, đang đến là Lào Hạc ơi. Yeah. Rồi. Có mấy con quẹo? Một con hả? Một hả? Anh em chia sẻ like miền Tây anh em, đây là giải đấu 10 xe nhưng mà 10 xe Quy Bắc anh em ạ. À. Chỉ mạnh lắm. Hai team khá đỏ cùng một ngày. Vì hai team này đấu giá đoạn, sáu mét giá đoạn lơ nhiều có sầu. Tí ra hàng mới thấy số anh được. Anh đang làm biên, làm bên bên, bên 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 giữa. Anh em chia sẻ bên tay nhá. Giờ các bạn có thể làm việc bản cảnh sát team nó rất đều. Có qua cái team này là đấu lỡ nghiệp giãn đoạn thì có thể 5, 7, 3, 6, 8, 10. Đây là những game đơn có lỡ nghiệp giãn đoạn. Em nói không có yếu nha, mà chỉ nói là giãn đoạn và lỡ nghiệp. Về thái độ khi đánh chú team lỡ nghiệp giãn đoạn và thua cái hậu càng về sau là 57. Chú team này cái hậu càng về sau ăn sầu loài giãn đoạn lơ ra mặt. Tức là đều và thái độ thi đấu thì chú team này là yếu nhất trong 3 team trong càng. Chú team này được chơi. Nếu 36 và 80, hai cái này đều có đánh lỡ nhịp gián đoạn từ giai đoạn đầu, lỡ nhịp gián đoạn. Nhưng với hậu càng về sau, sự tăng tốc mạnh mẽ rất rõ của chiếc kim 80. 80 với hậu càng về sau, tốc độ chạy rất tốt, thì 36 lại với hậu càng về sau lại lỡ nhịp gián đoạn nhiều hơn. Cho nên 36 nhịp cuộc chơi. Cuộc kia trận đấu từ đó, kim nó rất mạnh và rất đẹp. Anh em chúng ta phải lưu ý. 72 sẽ dẫn trước. Đây là vòng loại bắt buộc anh em, chúng ta phải lưu ý trước mình nè. Má mình cái nằm biên biết anh em ơi. Sau đó là 50 tù. Sáng đời rồi chứ. Má. Cháy con, đồ mè, 3 vòng nằm biên này. Bắt buộc 2 cái gì? Hai cái game mỗi tổ trọng tài là một cái game, nguyên mẫu tự chúng tôi có thể áp dụng chung. Xin mời vòng loại cấp 30 lượt đấu thứ ba bắt đầu ngày hôm chạy đúng rồi chạy đi chạy đúng rồi. Rõ quá anh em ơi. Má cái gì trời. Chết mẹ nó bay ra ngoài. Đấy chạy. Một chân đã có đi ra. Hay quá con trai. Chạy đi con. Để quan sát cái này, mọi người chỉ có một chương trình, để quan sát cái này.
hai con nữa là vô top 20 anh em ạ. Dạ quán qua hoàng anh. Con này hình như con lấy dài dưới Long An đúng không? Ơi, top 20 em ơi. À, giải này chua thật. Mà nó nhảy ghê quá chứ con. Hôm nay con này có thể nói thuộc về trận đấu bên vị trí anh Đô Văn Sang và Giang có thể nói là hai hạng đó tiền cũng rất mạnh, có thể nói là mạnh và nổi trội thì coi làm sao. Có khi chúng tiên là 91, có khi này không biết. Ở đây thì thấp quá. Và cũng xe nhiều, chúng tiên này hoàn toàn là được an toàn với thái độ đấu rất tốt của đội tuyển cũng xe. Cầm tay, cầm tay. Chúng tôi phải lấy hai cái bên này vì tổ, vì cái đội này thì yếu phải ăn rất nhiều. Trước tiên ta cho kẻ bài hai còn mấy trăm triệu anh em ạ. Con bài hai này giao dịch 400 mấy á. Con dài này phục sinh đâu đi anh em. Không, quỷ bánh không em mặc quỷ bánh Thầy Long rồi. Ưu tiên chim ta ra ngoài sáng thì cứ đút vào trong tối không mà trời. Chưa em ơi, chưa mà đã thi đâu mà chung. Có vấn đề gì? Còn chứ, đủ nói mà hỏi. Tới đâu giờ mày hỏi còn không? Đủ má cái thằng em thiệt. Tao hỏi. Sao đây chưa? Hai con này mới trẻ quá thì coi. Còn 119 à? Dạ đúng rồi, trẻ từ. Gắn vô top 10 mà gỡ con ấy đồ. Ở vị trí anh Cảnh và Việt 1, 3, 9, 5, 9, tổ 1, anh Luân, anh Sang, 14, 15, đổ ra, thái độ đấu chấm điểm. 16, 16. Tập trung đừng lấy thái độ đấu vị trí bên này áp dụng đầu này đâu. Một chào anh em nha. 1, 7, sạch cầu góc vô
đủ chấm đi cho rồi. Chấm xong rồi còn đói. Bạn nhân ta bắt đầu, em cô đã bắt đầu, chỉ còn thời gian ổn định. Các tình tiết trọng tài, lên trên. Vòng loại top 20, lượt đá đặt lên, bắt đầu, bổ chú gì, bắt buộc. Cô thì chúng ta có thời gian nha, em có bấm đồng hồ để cho ra em biết thời gian muốn chú gì đó còn đâu. Có thể dựa vào thái độ cho đấu khi đó cho có thể. 139 cung trẻ. Tiếng trẻ và cung trẻ bắt đầu chúng tôi sẽ thông báo. Ủa là làm sao? Đó là một điểm cung sạc không phải là điểm tuyệt đối. Anh em ta phải lưu ý nha. Không phải là điểm tuyệt đối. Để tôi lưu ý một số kiếm trọng đi đầu về sau. Còn 15 của ai em không biết nữa em ơi. À con 15 này con của anh Điển bên gỗ. 15 này đang xài cam niu nè. Con này lông mới đi tuần này tuần thứ tư anh em con 15 của anh Điển đúng rồi. Sân lưng mình đây là rất nhiều idol nha anh em. Idol thân nó rồi đó. Đấy, idol thân là đã giơ tay lên vậy cái coi. Ông đấy. Ông lớn đấy, thấy không? Con 76 hả? 76 ngoài biên Bảo. Bảy sáu nè. Đang nằm góc biên á. Cũng đang rất tốt nha. Anh 16 em ơi, một bên 119 ạ. Đây trọng tài đang đang hội ý anh em nhé. Nay lần đầu con này ra trận giải xe nên là mình chỉ tiêu mình là cầu vô tới được 10 con là hạnh phúc rồi anh em ạ. Ba chú chim đấu ở dịp gián đoạn, hai vị trí trọng tài anh Việt và anh thống nhất ba chú chim này sẽ được so kè 86, 91 và 54. Đây là ba chú chim về với so kè. Đồ mát các bạn, té dữ mày. Té vô tới 4 con luôn á. Và nơi gián đoạn Việt, 54, dịp cục chân. Bỏ lòng rồi mà. Chú chim này sẽ ra lại nhiều hơn này đó. Ăn đi con, đủ giai đoạn này ăn đi, đá gì, đấu gì đó. Không, phục sinh không em ơi. Những chân lúa mình cũng tập lưu ý lúc hầu và thái độ thi đấu và thời gian cũng như đó muốn lâu nên ngắn nên có ngắn như vậy ta lại lưu ý. Lô này 72 gia đầu vang nhưng đấu được thi chất rồi. Cuối giờ vang nhưng đấu được thi. Đấy em đang quay trước mặt đấy mà. Lên đến trận này tại nắm đỏ. Còn lại 3 chiếc game cùng với sắp đẹp hôm nay 51, 15, 14. Đây là 3 chiếc game từ đóng lợi dịp giá đoạn 14 là chiếc đóng lợi dịp giá đoạn như lơ, giá đoạn, ăn, dùng chơi người đó. Chứ là giá đoạn nhiều. Đổ, bèo là vô trong luôn. Hai chiếc này từ đóng giá đoạn 200 bạc. Nhưng tích hợp được có dựa rồi đấy. 15, nước là trang lợi giá đoạn như 15, dùng cuộc chơi. 15 chạy rồi đó, rồi gián đoạn đi rồi. Bao
Thấy con 15 của anh kia chạy về mà rất sâu kỳ đó. Thấy sai sai gì. Anh em chịu khó nhìn này cái nhá. Anh 16 em. 16 anh em nhá. Cúp xe hiền bồ rất là đẹp. Mày kết cái trái đi đâu rồi, trái cái coi. Không, xe là bài thay lông mà. Xe là bài là chim thay lông mà em. Hay lắm con ơi. Quỷ bánh thay lông rồi em ơi. Quỷ bánh thay lông rồi. Anh đi thi mà anh bỏ bia rồi trước mặt này thi cho được. Rồi. Hết giờ anh em nhé. Con nào chết? Mấy giờ rồi, em? Chắc 12 giờ kém anh. Quân vị trí cảnh và việc xác định rõ không đen 137 và 072. Đây là ba chiêu tiền cho đánh vận nhiệt giá và về thái độ thi đấu. Chúng tiên đầu tiên là phải dùng cầu cơ và không đen. Chúng tiên hay đánh chém đầu như lượng mặt đáy dùng cầu cơ 137 và 072. Hai viên này đều là không đạt được kết quả, nhưng cái viên 072 là viên không đen đạt đầu có hai mặt, nhưng càng về sau cái viên này cũng là ra và phải thứ tư và thứ tư và hoàn thiện thứ tư có chạy lại, nhưng với cái đội bóng ra nhiều hơn cái đội bóng 072 được cuộc chơi. Một ba bảy có đạt được kết quả nhưng đều rất là hạn chế chậm và nhanh hơn hai những kim đầu bạn cuối cùng một ba bảy của mình hết. Chưa, còn 12 con em ạ. Vòng này xong là còn 12 con. Gián đoạn nhiều, sơn quen mỏ, thái độ đánh gián đoạn nhiều nơi khi còn lại là 32 dừng cuộc chơi. 76 đánh gián đoạn cuối trận chưa được có sơn, nhưng thái độ đánh mạnh tư hơn và
chơi trước đó, bài sáu an toàn. Mai giờ ra biên rồi. Ai cũng nhìn trên sàn. Bây giờ hai vị trí trọng tài chấm chung. Bằng bằng cấp hay không là giây phút này anh em ạ. Đẳng cấp hay không là cái giây phút này nè, nằm góc biên mà ngoài ánh sáng này đó. Nếu mà đu bám vào không đi ra ngoài là trên bên hay đẳng cấp. Xin mời. Vâng, anh tới đây anh được đá các bạn bắt đầu hai cái gì của Bắc Bộ. Vô đây thanh ơi, đừng quay, ai đổ ra đứng nắng quay phim. Vô đây. Mày đứng đó bên chim nó thấy nó bay ra ngoài theo bây giờ. Chạy con, chạy. Chạy. Chung từ đầu về sau nha, nước hậu. Đó, về các bạn về đầu như nước hậu quá chậm. Chết mẹ rồi, tâm biên này rồi mới. 81 bông xè. Đấy, từ từ, khoan nói 16 vòi anh em ơi, chạy lại rồi. Đó. Má nằm cột biên này là nguy hiểm. Đuối rồi. 119 trái nó cú đủ mà mới trái khác cho nó bục quá cơ. Đuối rồi. Má thôi cầu thứ 11 bắt đầu chứ. Làm biên lâu quá. Đấy, đồ 16 quay lại chạy đi con. Đừng có đi ra nữa là được. Có nhiều con nó cũng lơ mà. Đấy. Nhiều con dễ toang lắm. Nói chung thì vô đây 50-50 là nhiều con lơ này. Đồ bà mẹ nó hết giờ nó chạy cũng nổi thiệt. Rồi đó. Tôm nhà nhà thôi em, cả nó tung cùng luôn em. Đồ. Nó nằm biên nhiều là nguy hiểm ấy à, con là nằm biên suốt luôn. À, anh Ngọc Nhân vào một con, bên quen một con. Thôi vậy cũng được rồi anh em ạ. Bên quen ba con luôn hả? Mình quen ba con luôn hả? Rồi xin mời anh em chăm sóc lại với chúng em. Xin mời anh áo bảo may mắn, đúng chưa? Ok, 1 người, 2 người, 3 người, 4 người, 5 người, 6, 4, 6, 6 gì vậy? Đó, có gì? Còn người nữa nè, cuối cùng. Thank you.
đồ idol. Anh nhân đây, số mấy anh nhân? À. Số 9. Đồ má. Mày đánh chịu kẹp hả? Mày kẹp là mày đổi bên này là Minh Quân à? Đổi đối diện á, để hai con cặp nhau. Đúng rồi. Đổi cho mày mới khôn. Cho hai con nó cặp nhau xong là dời vô trong. 1, 2, 3. Má là Minh Quân này, thằng Minh Quân này đồ hôm nay chết với nó rồi anh em ạ. Má thằng này chiến thuật ghê lắm. Nó đang đội để lên cặp mà. Chạy nó cho thoát rồi. Con này tên gì Minh Quân? À. Không tám nguyên cà rau hả? Quá hay nè, mà chìm quá mạnh luôn. Dàn chim tiền tỷ đơn giản lên em ạ. À, 011 là chiến binh Dông Trao nha. Đến từ mới giao dịch vào miền Nam Bình Định, giá thì cũng đâu đó gần tỷ anh em ạ. Chiến binh 08 của Minh Quân đợt trước giao dịch vào cũng rơi vào đâu đó 500 triệu. Chiến binh nông dân là 059 của anh Ngọc Nhân cũng đã từng vào chung kết giải ô tô anh em nhé. Và chiến binh này cũng đang có ý định, nếu như anh em giao dịch khoảng 1 tỷ chắc mình nghĩ là sẽ trôi nhé. Chiến binh 109 là chiến binh Sibo của anh Khoa Hoàng. Chiến binh này đợt trước anh Khoa Hoàng giao dịch là 350 triệu. Toàn là những con số khủng trên dàn này anh em nhé. Dàn chim rất là khủng. Chả em gì nữa. Ba thằng á? Ba thì đẹp tuổi. Ủa mà thằng chiều rưỡi mà có gì mà gồng. Gồng nhưng mà hào hứng thế anh. Chiều rưỡi nhầm gì? Từ từ đi, đúng mà vô trong cái chém anh ta được. Làm biên đang tốt mà. Ê thằng này chuyện trọng tài nè. Đây thằng này chuyện trọng tài. Thằng này chuyện trọng tài nè. Đấy, mày số 1 hả? Số 10 anh. 1 10 đi trước. Đó, mời. Anh em chia sẻ bàn tay anh em ơi. Chiến thuật mà. Chơi chiến thuật tim nhà đấu nhau mà. Chia sẻ cho lên ngà mất like anh em ơi. Trận chung kết này khá hay anh em ạ. Có thể nói là một ngày chúng tôi không cho vì quý vị biết
tuyệt và không rơi vào lòng trẻ được. Trước khi trên cuộc chiến trận đấu, chương này chỉ có một nỗi niềm giá đoạn thôi. Đó là chương 80 phải như cuộc chơi. Chương này nỗi niềm giá đoạn hơn để những chương còn lại. Và có thể nói rằng chính chương trình sàn là rất tuyệt. Chỉ có chú chương giá đoạn đồng rất lẻ tuyệt giá đoạn. Lại rơi vào lãnh trận ra cầu của nó. Đó là chương 1 lẻ tuyệt như cuộc chơi. Chương trình này nỗi niềm giá đoạn ở giá đoạn. Và những trò niềm vô lý. Chúng mọi bồi đoạn cuộc chơi. À bên quanh giờ nó ngồi trụ 38 mà nữa, trụ gặp 38. Xin mời vòng loại giải thứ nhất được đấu này bắt đầu. 81 kẹt. Khiếp thật. 76 bên xe. Chúng ta nên tập trung nha. Chỉ cần nhớ nhìn giá đoạn thôi. Nên chúng ta nhìn tổng thể của 8 chút chiêm thì có thể. Từ đầu về sau. Rồi một con trẻ. 11 là con dông cha, con này chuyên bù xòe. Con nông dân cũng rất là chắc suất anh em nhé. 81 là 9008 của Sơn Cúc Minh Quân. Ở cục diện này thì mình thấy nó khẩu trên pin 11 bên kia đang bay ra ngoài. À không phải, xin lỗi anh em. Số đấy số bao nhiêu ta? 078. À 076. Rất nguy hiểm. Con 11 này là con đông trào nha. Con này rất lời hài về lớp bung xòe của con này. Ấy, 76 bung xòe. 3 cho tim kia đặt được ngon này nè. 3 con chim đặc kích và chung kết rõ ràng nhất là 119, 081, 011 và 059 là mình nghĩ. Chắc là 78 quá. 68. Vòng này rất nhạy cảm. Anh em chúng ta đang tập trung để nắm rõ về thái độ gì đây. Chà. Xin mời. Ngồi lại, để những cái từ đó với bạn, bắt đầu. 1 quá hay anh em ơi. Lúc này nó thể hiện bốn xe. Quan trọng là này. Quá nhiều lúc này. Chúng ta có việc để ta nghe rõ đi. Rồi. 68 thua thôi. Chỉ có trẻ mới quay lại thôi.
81 trái đấy mày. Ôi trời. Sau 8 thì chắc xuất rồi. Vòng tử. Còn 81 mà không trái cũng rất là nguy hiểm anh em ạ. Nhồi vòng rồi, sắp trái rồi, trái chắc. Mày đếm tới 3 là còn 81 trái này. 1 2 đổ mà tưng tưng là không trái mày. Trái. 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 Ủa má tí chia tiền hả mày? Tao ngồi cổ vũ. Thấy không? Ủa má tao ngồi tao đếm. Có. Tám mốt đã làm thay đổi cục diện trận đấu anh em nhé. Giờ thì rất là Này, chung kết trái tiếp nè. Chiến binh nông dân của anh Ngọc Nhân chung kết 08 là Minh Quân, quả cớ xe lọc, và bên kia là anh Lâm Tín quận 2 nhé. Minh Quân ơi, từ từ thôi, mày cái con này bung lên thấy ké liền đã chấm đâu. Đồ mày ké liền mà không chấm mày từ từ lên. Đúng rồi, thằng Minh Quân giờ. Đó, đồ mè bây giờ không? Ta là bảo rồi. Má, ngu bò đấy. Con chim là biết con chim bung lên là ké liền rồi, từ từ. Chơi luôn rồi. Cái này chủ chơi nè. Nhà chủ chơi nè. Không, con này không phải búng tay trẻ đâu.
Tại con này cái tính con này cứ đưa lên nó chán. Nét nét ché mà. Nó còn khuyến mại ít nhất là phải 2-3 bát nữa. Con ra ngoài còn bao giờ rớt được nó. Mẹ chung kết nó ché cả mười mấy bát thì làm sao mà ấy được. Đếm tiếng ché mà. Chỉ khi nó rịa lông mới ấy thôi. Trẻ nữa anh em à. Đồ mà ngon rồi ha. Dân Đồng Nai chơi bún tay vậy không hả? Nghe nói đó rồi em. Đâu, quá ghê anh em. Nó trẻ ghê mà. Đây Á Quân. Ủa má sáng kêu nó ở nhà đi rồi. Ủa má đi gắn lên. Rồi kết thúc anh em nha. Đây sáng là xin cổ phần thì không cho nè. Cộng lại không biểu không. Bây giờ lên đề nhất quốc Sài Gòn rồi anh em. Rồi. Anh nghe em ơi. À anh quẹo anh chọc mà. Tám mốt nhất. Xin mời. Được cái gì không? Đó, chung ông đó. Có chung hả? Đó, hai con. Tôi về đường ra ở đấy quay rồi. Nghe. Hả? Anh đi với ai? Anh đi mình. Thôi chào anh em nha.